Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đã đóng đến tuần màu xanh đầu tiên kể từ tháng 8, tăng gần 3% trong 7 ngày qua. Động lực tích cực này đã làm gián đoạn chuỗi giảm giá kéo dài 4 tuần qua. Bitcoin đã trải qua một đợt sụt giảm đáng kể trong vài tuần qua, giảm hơn 10% giá trị. Mức tăng 3% trong tuần qua đã đưa Bitcoin lên mức 26.500 đô la. Khả năng phục hồi trong quỹ đạo giá của Bitcoin đặc biệt đáng chú ý dựa trên các mô hình lịch sử liên quan đến tháng 9, một tháng thường được gọi là Rectember, do Bitcoin thường chứng kiến sự sụt giảm trong khoảng thời gian này. Sự ổn định cho thấy Bitcoin đang thiết lập hỗ trợ mạnh mẽ ở mức giá hiện tại. Điều này có thể giúp nó duy trì động lực để hướng tới các mức giá tiếp theo. Bên cạnh đó, sentiment đã đưa ra dự báo tích cực cho Bitcoin. Nguồn cung USDT trên các sàn giao dịch đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3, đạt 24,1%. Xu hướng mới tương ứng với sự sụt giảm chung về lượng nắm giữ Bitcoin và ETH trên các sàn giao dịch. Mức giảm này cho thấy xu hướng các nhà đầu tư đang tích trữ tài sản thay vì mua bán trong ngắn hạn. Hai động thái quan trọng, bao gồm nguồn cung USDT tăng trên các sàn giao dịch trong khi nguồn cung Bitcoin và ETH đang bị thu hẹp, có thể thúc đẩy đà tăng giá kéo dài. Bên cạnh đó, sự gia tăng gần đây của Bitcoin về số lượng địa chỉ duy nhất, một số liệu chưa được quan sát kể từ tháng 4. Điều này cho thấy sự tham gia ngày càng tăng trong hệ sinh thái Bitcoin, hỗ trợ thêm quan điểm lạc quan của sentiment về Bitcoin. Nhà phân tích Ali Martinez cho biết, mặc dù Bitcoin đã hợp nhất giá trong vài tuần qua, nhưng hoạt động mạng ngày càng tăng, thể hiện một trong những phân kỳ tăng giá nhất từ góc độ phân tích on-chain. Một số yếu tố vĩ mô ủng hộ Bitcoin. Bất chấp những lo ngại về lạm phát hiện tại, Goldman Sachs vẫn lạc quan rằng Fed sẽ không tăng lãi suất vào tháng 11. Trong một báo cáo gần đây, các chiến lược gia của Goldman Sachs đã chỉ ra một số yếu tố chính góp phần đưa ra dự đoán về việc trì hoãn tăng lãi suất. Họ nhấn mạnh rằng thị trường lao động cần được cân bằng lại nhiều hơn trước khi Fed xem xét tăng lãi suất trở lại. Điều này cho thấy Fed có thể đang chờ dữ liệu việc làm tăng liên tục trước khi thắt chặt chính sách tiền tệ. Ngoài ra, các chiến lược gia có chỉ ra những diễn biến gần đây đầy hứa hẹn về lạm phát vốn là mối lo ngại lớn trong những tháng gần đây. Goldman Sachs dự đoán rằng dữ liệu lạm phát được cải thiện có thể giảm bớt áp lực tăng lãi suất ngay lập tức. Các chiến lược gia cũng đề cập đến dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại trong quý 4. Họ nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng giảm tốc như vậy có thể khiến Fed trì hoãn bất kỳ đợt tăng lãi suất nào, vì cơ quan này muốn đánh giá khả năng phục hồi của nền kinh tế trước khi hành động. Nhìn về năm tới, các chiến lược gia của Goldman Sachs đề xuất khả năng cắt giảm lãi suất dần dần nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt. Họ cũng dự đoán Fed sẽ nâng ước tính tăng trưởng của Mỹ vào năm 2023 từ 1% lên 2,1%, phản ánh khả năng phục hồi của nền kinh tế. Và thông tin cuối cùng, Ethereum đạt được cột mốc quan trọng mới đối với các nhà đầu tư. Số liệu lãi suất mở đề cập đến số lượng hợp đồng quyền chọn tương lai được nắm giữ bởi các vị thế không hoạt động của nhà đầu tư. Giá trị tăng cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của họ vào dòng tiền bổ sung vào thị trường. Lãi suất mở cao cho thấy hoạt động thị trường cao vì các nhà giao dịch liên tục mở các vị thế mới. Glassnode cho thấy lãi suất mở hợp đồng tương lai ETH đã đạt mức cao nhất trong một tháng trên một trong những sàn giao dịch crypto hàng đầu Bitfinex. Bên cạnh đó, Glassnode cũng ghi nhận sự gia tăng số lượng các nhà đầu tư ETH mới. Tổng số ví ETH khác không đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 106.018.155 ví. Hiện tại, ETH đang giao dịch ở mức 1.600 đô la. Giá đã điều chỉnh nhẹ trong 2 ngày qua sau khi tăng lên mức cao nhất là 1.654 đô la vào cuối tuần qua. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.